Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại vlog tiếp theo của Hẹp Gà TV. Thì Việt Nam mình cái này đang vô bão các bạn. Thì đầu tiên là mình xin chúc mọi người cùng gia đình vượt qua cơn bão đầy may mắn các bạn. Ok, quay lại chủ đề chính. Thì sau khi clip ăn ốc lát nướng mắm tôm mình đăng lên thì có một em lên cầu mình, anh ơi qua hôm sau làm cho em clip ăn xúc xích. Thì hôm nay mình đổi theo nguyện vọng của em đó, mình sẽ làm một cái vlog ăn xúc xích cho mọi người cùng xem ha. Thì sáng mình đã có đi mua một mớ xúc xích. Hôm nay mình sẽ làm cho anh em một cái món xúc xích nướng phô mai. Đây, xúc xích của mình mua sáng nè bạn. Xúc xích gì Lycoming gì đó, không có giỏi tiếng Anh nha, các bạn nào biết thì đọc nha. Đây, xúc xích Việt Mỹ. Mình ăn thế nào mà nó để là Việt Mỹ các bạn. Thì đây có bốn cây, đây có nó mình ăn hả bạn. Mình không có mua nhiều. Đây mình mua bốn cái phô mai này, là phô mai con mình cười các bạn. Mình mua bốn miếng phô mai, một miếng phô mai mình cho nhóc nhà mình ăn thử rồi. Mà nó ăn không được các bạn ơi. Phô mai này mình ăn còn không được nữa. Tại cái mùi nó béo mà nó lạc lạc các bạn, khó ăn lắm. Mình thử nướng như xúc xích này xem ăn chấm với tương ớt xem ăn nó có khác hay không. Ok, giờ mình chuẩn bị nguyên liệu các bạn. Ok, thì đầu tiên là mình cắt cái xúc xích này ra các bạn. Để xem xúc xích Việt Mỹ nó ăn nó ra sao các bạn. Việt Lai Mỹ. Wow, thơm quá. Đây có 4 cây các bạn. Thì mình sẽ sắc cho nó tươi tươi vòng vòng các bạn, để khi mình nướng á nó bung ra nó không có bị nứt. Ok, một hai ba, ok, đây bốn cái các bạn. Tiếp theo là mình lấy phô mai ra các bạn, lấy phô mai ra để cho mình nướng, mình gắp lên đây nó dễ. Phô mai còn một người. Không phải là phô mai sợi các bạn ơi, phô mai sợi thì nó dễ hơn. Chà gỡ sao ta, phải gà bạn ơi. Ok bạn. Khó chịu quá bạn ơi. Cầm việc này bạn ơi. Bây giờ bước kế tiếp là mình để lên lò mình nướng các bạn ơi. Ok, hôm nay sẽ gót vô ăn cho bạn ơi. Bật lửa lên nhỏ nhỏ nè. Cái này nướng dầu ăn hả bạn? Món độc nữa đó. Ok, mình để xúc xích cho bạn ơi. Wow. 4 cái. Mình để nóng cái mình mới để ấy vô các bạn. Cho nó nóng rồi mình mới để cái phô mai này vô. Ok, để phô mai vô bạn ơi. Tay nghề nấu nướng nó không ổn mà này. Nó hơi bị khét các bạn. Mà lớp ngoài không sao. Đây các bạn thấy không? Dính đều phô mai luôn. Quá đã. Quá đẹp luôn các bạn ơi.
giờ thưởng thức các bạn ơi. Ok, món xúc xích nướng phô mai con bò cười. Mà này không biết gọi là nướng hay là chiên các bạn ơi. Có thể là chiên đúng không bạn? Chiên đi. Xin lỗi các bạn à, phô mai chiên con bò cười. Bò bảy, xúc xích chiên phô mai con bò cười. Làm biết cái món này không biết ra món gì đúng không bạn ơi. Hôm nay mình ăn khai vị các bạn. Khai vị cái trái cốc này đã. Nè, muối tôm Tây Ninh. Lấy dùm chanh nước tương hả? Quên nữa, mình quên lấy nước chấm nào mà. Tương ớt màu đỏ em đó. Nay mình sẽ ăn xúc xích này với tương ớt chín xu á mà. Siêu cay. Ok. Giờ mình quay lại cái món chính của mình nãy giờ. Này. Wow. Thơm quá bạn ơi. Thơm mùi phô mai nữa. Ok, mình chấm mình thử miếng nóng quá. Wow, ngon quá bạn. Xúc xích thơm ngon lên đã mình khỏi cái bà gái à. Phô mai thêm phô mai nữa, phô mai mình ăn không thì ăn nó lạc lạc, nó kỳ kỳ, lơ lạo ăn không được. Mà mình chiên với phô mai á bạn, cái mình chấm với tương ớt cái nó mặn mặn, ăn nó thơm ngon lắm. Ở ngoài xúc xích ở ngoài thì nó sực sực thơm, phô mai ăn vô như nó xịt 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 ra thịt nước rồi. Ở trong thì nó mềm mềm. Ngon quá. Mời các bạn ăn nha. Mời em yêu cầu anh làm cái món này lên ăn với anh nha. Nghe nói lên lên ấn ấn ra bạn. Cùng ăn với anh nha. Thôi phô mai các bạn ơi. Quá ngon cho một siêu phẩm đó bạn. Ăn miếng cốc nè. Ây da. Để ăn à. Tiếp tục bạn. Nè, xúc xích ngon. Wow, thơm quá. Nè bạn à. Quá. Xúc xích này ngon các bạn. Xúc xích này cái cây nó bự bự, cây nó bự. Còn mấy xúc xích mà ăn liền nó có cái bọc ở ngoài ăn mình nướng chứ, mình riêng mình làm chắc nó không ngon ra bạn này đâu bạn. Các bạn nướng với phô mai mà phô mai dạng phô mai sợi á, ngon dữ nữa. Miếng cuối bạn, ngon quá. Clip của mình đến đây cũng tạm dừng các bạn. Thì hôm nay mình chỉ review cho anh em cái món này thôi. Theo mình là thấy là món này ngon các bạn, chiên với phô mai nhưng mà ăn nó hơi ngán các bạn, mà nó thơm quá. Đi uống miếng nước các bạn ơi. Quá. Nếu các bạn có cái món ăn nào độc lạ hoặc là cái ý tưởng nào hay thì cứ comment bên dưới mình sẽ sàng lọc và mình thực hiện nha các bạn. Ok, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video clip lần sau. Bye bye.